Dạ vâng, thì em lại tiếp tục có một đôi loa phải nói là cực chất của Kenwood nhé. Đây là loa thuộc size size chung. Đấy. Ở đây thì loa là loa 3 đường tiếng này. Đấy mọi người nhìn thấy không? Đấy. Loa này thì có căng ly kèm đầy đủ nhá các anh nhá. Đây màu sắc thì phải nói là cực kỳ bắt mắt này, nhã nhặn luôn này. Đấy. Với những loa 3 đường tiếng này thì cho mình chất âm hay này, chi tiết này và cực kỳ tách bạch nhé. Đấy. Với những đôi loa chung mà có 3 đường tiếng như thế này thì rất là ít. Đây hình thức của loa đây. Đấy. Thành vách này. Đấy, đây chiếc bên này kìa. Đấy. Loa nhập bãi đời cũng rất là lâu lâu rồi nhưng mà hàng về mà được hình thức như thế này thì phải nói là rất là ok luôn. Đấy, cắt thành vách này. Thông thường thì những cái phát thì họ thường chỉ quay ở cái phía đằng trước thôi và không quay được cái thành vách phía sau cho mình. Thì đôi khi mình không thể biết được và sao loa cứ giá rẻ, mặc dù là đằng trước nhìn rất là đẹp như thế này nhưng đôi khi đằng sau loa rất là cũ, đời cũ rồi, nó sẽ bị bong chóc hết đúng không ạ? Nhìn rất là xấu và đôi khi về mình không bảo quản được, mình không biết cách bảo quản thì nếu như gặp nước này thì nó sẽ tiếp tục bị nở ra và hình thức của nó sẽ rất là tệ nha các anh nhé. Đấy. Đây. Đấy, đây đường tép này, đường chung này, đường bát này. Đấy, và hơn nữa thì ở đây khá là đặc biệt nhá. Ở đây thì là các anh nhìn thấy không? Đây là gân vải nhá mọi người nhá. Đấy, loa chung này, nhưng mà đời ngày xưa đã có gân vải rồi. Thông thường thì với những cái đời như thế này ấy, nó sẽ là gân mút, gân cao su và sẽ về thì nó sẽ rất dễ bị rách và bắt buộc thì phải làm lại như ở đây này. Đây loa chung nhưng mà đã có gân vải rồi. Thường em thấy gân vải thì thường ở những cái loa cao cấp, loa đại, loa siêu to khổng lồ ấy thì mới có những cái gân vải như thế này nhá. Đấy, phải nói là cực kỳ hiếm luôn các anh ạ. Đấy, những anh nào mà tìm hiểu sâu về loa, đã biết rất nhiều về loa rồi thì chắc hẳn là phải biết cái gân vải này nó như thế nào đúng không ạ? Đấy. Với những gân này này, để cho tiếng của mình rất là mềm mại nhá. Đây, mềm chưa các anh? Đấy, mình sờ vào không bao giờ bị sợ bị rách này, bị lún này, bị móp này. Đấy, không bao giờ có chuyện thế. Đấy, cái độ đàn hồi của nó rất là tốt luôn. Đấy, đây. Đấy. Rất là bền nhá. Đây, loa này là loa Kenwood có mã là N951 nhá. Đấy. Loa với công suất là 60W, trở kháng là 6 ohm. Loa này thì được sản xuất tại nước thứ ba. Bởi vì sao lại có như thế này? Bởi vì đôi khi thì họ đặt nhà máy sản xuất tại một cái nước thứ ba để giảm giá thành của sản phẩm, nhưng công nghệ vẫn là của Nhật, người giám sát vẫn là của Nhật nhé. Chẳng hạn như iPhone này hay là Samsung đấy, iPhone thì đôi khi là của Trung Quốc, Samsung của Việt Nam đấy. Đây là điều rất dễ hiểu nhé. Nhưng mà sản phẩm này là của Nhật nhé mọi người nhé. Đấy, hàng Nhật mãi luôn. Đấy. Em sẽ ướm qua một chút về kích thước để các anh có thể thấy rõ hơn nhé. Đây, loa với chiều ngang là 20 này. Độ sâu của loa cũng 20 nhá. Còn em không đo cái phần mép ngoài đâu. Nếu mà đo mép ngoài này nữa thì nó sẽ là tầm 23. Nhưng nếu mà phần thùng ở đây thì nó sẽ là 20. Đấy, chiều cao của loa này một gang tay này. Cỡ tầm 33 nhá. Đấy, chiều cao của loa 33. Bát ở đây thì là cỡ bát 18. Bát cỡ bát 18 nhá các anh nhá. Đấy. Nói đôi loa phải nói là cực chất luôn. Đôi loa này thì em cũng báo giá luôn nhá. Đôi này em sẽ bán cho mọi người với giá là 1.290.000. Đấy. Phải nói là giá cực rẻ cho một đôi loa siêu chất như thế này. Hiện tại thì nhà em chỉ có một đôi duy nhất này thôi. Nếu bác nào mà muốn sở hữu đôi loa này thì hãy gọi điện ngay cho em tới số điện thoại là 0966 594 581 nhé. Địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhưng hiện tại thì đang có dịch này, thế nên là mọi người hạn chế đi lại thôi. Nếu mọi người cần cái gì đấy thì mọi người cứ gọi điện cho bên em thì bên em sẽ hỗ trợ nhiệt tình, tư vấn chi tiết nhất đấy. Để mọi người tránh cái tình trạng là phải ra ngoài. Đây. Đấy, phải nói cực chất. Đôi này thì siêu chất như thế này thì bác nào ưng thì phải gọi điện ngay cho bên em. Chứ bây giờ thì mọi người biết là mua hàng online nó cũng rất là dễ rồi, đơn giản rồi. Đấy, nhiều khi thì có một số anh khách thích cái loa này, thích sản phẩm này nhưng mà gọi điện chậm quá hay đợi là anh phải ra trực tiếp cửa hàng để anh xem thì anh khác đã đặt hàng, chuyển khoản và mua mất rồi đấy. Nên mọi người phải nhanh tay nhá. Đấy, cơ hội cũng chỉ có một lần thôi. Đôi loa siêu chất như thế này. Đấy. Dạ vâng, em xin phép được tạm dừng video tại đây và em sẽ tiếp tục trở lại với sản phẩm tiếp theo bên em nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.